Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến do trường tiểu học ở thị xã thực hiện. Cô Ngọc hôm nay tiếp tục đồng hành với các em trong môn toán bài tìm phân số của một số. Các em lấy sách vở, bút viết chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay nhé. Trước khi vào bài học mới, cô cùng các em ôn tập lại kiến thức cũ. 4 phần 5 nhân 2 phần 3 bằng bao nhiêu? Các em thực hiện trong vở. Đáp án chúng ta sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. 4 nhân 2 phần 5 nhân 3 bằng 8 phần 15. Bài tiếp theo, các em có thể tự làm nhanh cho cô nha. Đáp án 4 nhân 6 phần 5 nhân 7 bằng 24 phần 35. Bài tiếp theo, các em sẽ ôn lại kiến thức ở lớp 3. Đây là bài toán tìm một phần mấy của một số. Các em nghe cô đọc đề. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1 phần 3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Để tìm được số quả cam mà mẹ biếu bà thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em cùng nhớ lại kiến thức và thực hiện bài tập giúp cô nha. Kết quả, các em dò thử xem đáp án của các em có giống cô không nhé. Số quả cam mẹ biếu bà là mẹ biếu bà 1 phần 3 số cam, vậy thì chúng ta sẽ lấy tổng số cam mẹ có chia cho 3. 36 chia 3 bằng 12 quả, đáp số 12 quả. Các em thực hiện có giống cô không? Nếu như các em làm chưa thì chưa đúng thì các em làm lại và suy nghĩ lại giúp cô nha. Đây là kiến thức lớp 3, chúng ta chỉ ôn lại thôi. Vừa rồi thì cô cùng các em đã ôn tập về phép nhân phân số và tìm một phần mấy của một số. Chúng ta cùng suy nghĩ tiếp theo ở bài tập tiếp theo nào. Cô có bài toán sau đây. Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 phần 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Dưới đây cô sẽ minh họa cho các em nhìn thấy. Đầu tiên, cô có 12 quả cam. Người ta hỏi 2 phần 3 số cam, vậy thì số quả cam này chúng ta chia thành bao nhiêu phần? 2 phần 3 thì chúng ta sẽ chia thành 3 phần bằng nhau. Hỏi 2 phần 3 số cam, vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng người ta đang hỏi bao nhiêu phần của 3 phần đây? À, 2 phần của 3 phần. Là chúng ta sẽ biết được 2 phần 3 số cam. Vậy thì để tính được 2 phần 3 số cam trong rổ thì đầu tiên chúng ta phải tính được 1 phần 3 của số cam trong rổ. Các em nhìn một phần cho cô. À, các em nhìn một phần. Chúng ta tìm được một phần của số cam trong rổ thì chúng ta sẽ nhân lên cho 2 thì chúng ta sẽ tìm ra được 2 phần 3 số cam. Từ gợi ý này thì các em thử tính cho cô 2 phần 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả nhé. Các em cùng theo dõi. Cô có 12 quả. Vậy thì cô muốn tìm một phần của 12 quả thì cô sẽ tính như thế nào? Đầu tiên cô sẽ tính là 1 phần 3 số cam trong rổ là 1 phần 3 số cam trong rổ thì chúng ta sẽ thực hiện phép gì con? Để chia, chúng ta lấy 12 chia 3 bằng 4 quả. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái 1 phần đó chúng ta nhân 2 thì chúng ta sẽ ra được 2 phần 3 số cam trong rổ. 2 phần 3 số cam trong rổ là 4 x 2 bằng 8 quả. Vậy thì các em cũng biết được rằng 2 phần 3 số cam trong rổ lúc này là bao nhiêu ta? Đúng rồi. Vậy số cam trong rổ là 8 quả. Bây giờ cô muốn các con nhìn vào hai phép tính mà chúng ta vừa mới thực hiện. Đó là phép tính 12 chia 3 bằng 4 và lấy kết quả đó là 4 nhân với 2, kết quả ra là 8. Bây giờ cô sẽ viết phép tính 12 nhân với 2 phần 3. Với phép nhân hai phân số, các em sẽ dùng tử nhân tử và mẫu nhân mẫu và kết quả sẽ ra là 8. Như vậy, ngoài việc thực hiện hai phép tính này, chúng ta có thể đưa về dạng phép nhân. 12 nhân với 2 phần 3 và kết quả của chúng là như nhau. Vậy thì ở đây, các con hãy nhìn phép tính này và đưa ra lời giải của bài toán cho cô. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra lời giải như sau.
2/3 số cam trong rổ là 12 nhân 2/3 bằng 8 quả. Vậy thì chúng ta có 8 quả đáp số 8 quả. Từ bài giải này, các em hãy phát biểu cho cô muốn tìm 2/3 của 12 chúng ta làm như thế nào? Đúng vậy. Muốn tìm 2/3 của số 12, ta lấy số 12 nhân với 2/3. Tương tự như vậy, các em hãy cho cô biết muốn tìm 3/5 của 15, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Lấy 15 nhân với 3/5, kết quả là 9. Tiếp tục các em làm nhanh cho cô. Câu B, 3/8 của 40. Các em thực hiện vào vở và sau đó dò với kết quả cô nào. 3/8 của 40 thì chúng ta sẽ lấy 40 nhân với 3/8 và kết quả là 15. Các em thực hiện đúng chưa? Tự khen mình nào. Cô có bài toán thực tế sau đây. Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi, lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ? Bài toán cho chúng ta điều gì? Cho chúng ta số học sinh nam là bao nhiêu? 16. Còn số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Bài toán hỏi ta điều gì? Hỏi ta tìm số học sinh nữ. Như vậy, để tìm được số học sinh nữ của lớp 4A, chúng ta sẽ tìm 9/8 của 16. Với gợi ý vừa rồi, các em bấm dừng video và hoàn thành vào trong vở nhé. Các em thực hiện xong rồi, chúng ta cùng theo dõi đáp án nào. Lời giải của cô là số học sinh nữ của lớp 4A là cô lấy 16 nhân 9/8 bằng 18 học sinh. Đáp số 18 học sinh. Cô chúc mừng các em có kết quả tốt. Bài nào chưa làm đúng các em thực hiện lại nhé. Sẽ có rất nhiều bài toán thực tế khác để các em có thể rèn luyện kỹ năng của mình để tìm phân số của một số. Sau đây là các bài luyện tập để các em có thể củng cố lại kiến thức của mình. Mong rằng với kiến thức vừa học các em có thể luyện tập tốt các bài tập sau đây và chuẩn bị trước cho cô bài phép chia phân số. Các em nhớ thực hiện thêm các bài toán ở trên OLM nữa nha. Tiết học ngày hôm nay đã hết rồi. Hy vọng rằng các em sẽ học tốt. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau.